Và các bạn đã có đồ để trang trí nhà mới chưa? Hôm nay mình mua được một cái đồng hồ này. Mình rất thích cái đồng hồ này. Thì đơn giản, nó cũng chỉ là xem giờ thôi. Nhưng ở đây nó làm được được làm bằng cái chất liệu đồng thau các bạn nhé. Đồng thau, và ở trên này là hoa văn chống đồng Đông Sơn. Và cũng là bản đồ Việt Nam này các bạn này. Đó. Hà Nội, Sài Gòn các thứ là chữ S là đủ trên này nhé. Cái hoa văn chống đồng Đông Sơn này nó miêu tả lại cái thời kỳ dựng nước và giữ nước của các vua Hùng, và nó là một cái biểu tượng của Tổ quốc. Hoa văn chống đồng Đông Sơn thì cái chống đồng Đông Sơn đang được giữ ở Bảo tàng Việt Nam, và hiện nay các bạn cũng dùng cái hoa văn này để trang trí ngôi nhà của mình rất nhiều đó. Thì đây là một cái sản phẩm đồng hồ, nếu bạn nào yêu thích cái mẫu đồng hồ này thì cũng liên hệ với mình nhé. Mình xin quay lại cái mặt phía sau để các bạn nhìn cái mặt đồng hồ nó được chi tiết hơn này. Đó. Bên trên này thì nó là một cái mặt kính để nó bảo vệ cái đồng hồ của chúng ta luôn được sạch này, và nó âm sâu xuống để nó chứa cái kim này. Đó. Và cái này sẽ rất thích hợp để các bạn treo trang trí ở trong nhà. Khi mà các bạn sử dụng những cái hình ảnh hoa văn cái biểu tượng của Tổ quốc thì chúng ta nên treo vào những cái vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà, thì nó cũng thể hiện cái sự tôn vinh những cái hình ảnh của Tổ quốc các bạn nhé. Đó. Và cái mẫu đồng hồ này size của nó là 54. Không 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 được 54 đâu ạ, 2 gang là 43. Cái size to của nó được hơn 40 các bạn nhé. Nếu bạn nào yêu thích cái mẫu đồng hồ này để mà trang trí trong nhà cửa thì cũng liên hệ với mình nhé. Số điện thoại trên màn hình. Và nếu bạn thấy những cái chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích, một nút đăng ký kênh. Mình thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất để chia sẻ với các bạn. Và thường xuyên chia sẻ với các bạn những cái kiến thức về nhà cửa. Hello, xin chào mọi người. Mình là Nguyễn Tất Nhiên đây. Hôm nay thì mình lại được nghỉ và về thăm quê hương. Mình đang có một món quà rất đặc biệt mang về cho bố mình. Và đây là một cái sản phẩm mình cũng rất là yêu thích. Các bạn có nhà mới chưa? Và các bạn đã có đồ để trang trí nhà mới chưa? Hôm nay mình mua được một cái đồng hồ này. Mình rất thích cái đồng hồ này. Thì đơn giản, nó cũng chỉ là xem giờ thôi. Nhưng ở đây nó làm được làm bằng cái chất liệu đồng thau các bạn nhé. Đồng thau, và ở trên này là hoa văn chống đồng Đông Sơn, và cũng là bản đồ Việt Nam này các bạn này. Đó. Hà Nội, Sài Gòn các thứ là chữ S là đủ trên này nhé. Cái hoa văn chống đồng Đông Sơn này nó miêu tả lại cái thời kỳ dựng nước và giữ nước của các vua Hùng, và nó là một cái biểu tượng của Tổ quốc. Hoa văn chống đồng Đông Sơn thì cái chống đồng Đông Sơn đang được giữ ở Bảo tàng Việt Nam, và hiện nay các bạn cũng dùng cái hoa văn này để trang trí ngôi nhà của mình rất nhiều đó. Thì đây là một cái sản phẩm đồng hồ, nếu bạn nào yêu thích cái mẫu đồng hồ này thì cũng liên hệ với mình nhé. Mình xin quay lại cái mặt phía sau để các bạn nhìn cái mặt đồng hồ nó được chi tiết hơn này. Đó. Bên trên này thì nó là một cái mặt kính để nó bảo vệ cái đồng hồ của chúng ta luôn được sạch này, và nó âm sâu xuống để nó chứa cái kim này.
Đó. Và cái này sẽ rất thích hợp để các bạn treo trang trí ở trong nhà. Khi mà các bạn sử dụng những cái hình ảnh hoa văn, cái biểu tượng của Tổ quốc thì chúng ta nên treo vào những cái vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà. Thì nó cũng thể hiện cái sự tôn vinh những cái hình ảnh của Tổ quốc các bạn nhé. Đó. Và cái mẫu đồng hồ này, size của nó là 54. Không 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 được 54 đâu ạ, hai gang là 43. Cái size to của nó được hơn 40 các bạn nhé. Nếu bạn bạn nào yêu thích cái mẫu đồng hồ này để mà trang trí trong nhà cửa thì cũng liên hệ với mình nhé. Số điện thoại trên màn hình. Và nếu bạn thấy những cái chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích, một nút đăng ký kênh. Mình thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất để chia sẻ với các bạn. Và thường xuyên chia sẻ với các bạn những cái kiến thức về nhà cửa. Và những cái gì hay hay đẹp đẹp trang trí ở trong nhà được thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Trên cái mặt kính của nó thì được đính những cái con ốc để nó giữ cái mặt kính này các bạn nhé. Và khi chúng ta thay máy, thay đồng hồ, thay máy của đồng hồ thì chúng ta sẽ tháo những cái con ốc ghim ra. Nó có bốn con ở bốn vị trí khác nhau. Đây các bạn nhìn này. Và nó sẽ vặn ốc ra ở phía sau này các bạn nhé. Mình quay cả phía sau này. Đó. Và nó có sẵn khuy để treo. Các bạn ơi, giờ thì mình đã vào trong cái phòng khách của nhà mình rồi nhé. Ở đây thì cái vị trí treo tivi là mình đã thiết kế âm tường để cho nó tiết kiệm, không phải mua kệ tivi. Và khi mà hoàn chỉnh á, là mình sẽ cắt những cái miếng gỗ nguyên khối để mình sẽ làm một cái tủ âm tường luôn. Nó hình thành một cái tủ. Và trên cái khu vực treo tivi này thì các bạn rất nên treo tivi, đồng hồ và những cái quyển sách tinh hoa ở hai bên các bạn nhé, thì nó sẽ là trung tâm văn hóa của gia đình đó. Thì đó là một cái cách thiết kế hay. Các bạn không nên để rượu vào khu vực tivi các bạn nhé, bởi vì tivi nó là những cái đồ điện, mình không nên để nước vào đó, mình chỉ nên để sách vở và những cái bông hoa hoặc là cái đồng hồ cũng rất là hợp lý. Bây giờ mình thay cái đồng hồ mình mới mua về xong, các bạn nhìn xem có hợp lý không nhé. Giờ mình bỏ cái đồng hồ cũ của bố mình đi và mình sẽ treo cái đồng hồ mới lên. Mời các bạn cùng ngắm của mình nhé. Các bạn thấy hợp lý chưa ạ? Khi mà chúng ta thiết kế cái vị trí này, khi mà có sơn màu hoặc là trang trí để nó thành một cái sân khấu nữa. Sau đó các bạn treo cái đồng hồ lên và treo những cái hoa văn của Tổ quốc lên thì nó sẽ rất là trang trọng và nó sẽ rất là hợp lý các bạn nhé. Nếu bạn nào quan tâm cái mẫu đồng hồ này thì cũng gọi cho mình số điện thoại trên màn hình, mình sẽ giúp các bạn mua được cái mẫu này. Giờ mình quay trở lại màn hình chính để các bạn nhìn cho nó tổng thể nó đẹp này. Đó, các bạn nhìn thấy có đẹp không ạ? Đơn giản mà đẹp. Những cái hoa văn chống đồng Đông Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thủ đô có hết các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy những cái chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích kênh, một nút đăng ký kênh. Thì đây chính là cái kênh của Nhà Đẹp NTN, chính là mình đây. Và thường xuyên cập nhật những cái mẫu nhà mới nhất để chia sẻ với các bạn. Có gì hay ho là mình cũng chia sẻ lên để các bạn kịp thời trang trí vào cái ngôi nhà của bạn. Làm sao cho nó sang trọng hiện đại nhưng mà nó cũng tiết kiệm những cái chi phí của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.